À, chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với bạn đầu đĩa than Toren, mã là TD160. Con này là sản xuất tại Đức, xài điện 220. Con này hình thức rất là đẹp nha các bạn. Kiếm một dấu chày không ra nha, đẹp long lanh luôn á. Con này là phiên bản cao cấp. Để anh mở cho các bạn coi. Đó. Tem mạc còn đầy đủ nha. Toren của Đức, sử dụng điện 220. Mới ken xà beng luôn nha các bạn. Đó. Thì bây giờ á, các bạn mua máy này thì mình sẽ tặng kèm với bạn một cái nắp màu trắng trong nữa. Ở đây bây giờ đây mình sẽ thay với các đây các bạn. Ở đây mình có làm sẵn một cái nắp màu trắng trong. Đó, cho những ai mà thích màu trắng trinh nguyên. Rất là đẹp nha các bạn. Đó, mình sẽ làm sẵn cái nắp này. Còn đi theo nó là cái móc nắp màu. Cũng khá là đẹp. Tất cả đều rất là đẹp nha, bóng lưỡng nha, không có một vết chày luôn nha các bạn. Đầu đĩa than này được rất là nhiều audio file săn săn tìm, bởi vì cái mức độ ổn định của nó chạy rất là tốt. Đi theo máy là máng zin của Toren, kim là kim Sure M44G, kim Sure nha các bạn. Con này đẹp như đập thùng nha, không có một dấu chày luôn nha. Giờ mình test cho các bạn. Ở đây mình có hệ thống chống sốc rất là tốt nha, rất là nhạy nha. Nó chống sốc tốt hơn tất cả các đầu đĩa than khác. Ở đây là mình lựa chọn 33 vòng với 45 vòng, bật vào đây là nó quay. Mình lấy tay đưa ra. Ở đây là hạ nâng hạ cần, nó hạ rất là nhẹ nha các bạn. Thank you.
Lúc này nâng hạ cần nha. Đây là phiên bản cao cấp nên mình thả tay hoàn toàn nha các bạn. Nó tắt thì mình về lại số 0. Máy còn rất đẹp nha các bạn. Duy nhất ở đây chỉ có ngay góc này, chỗ kết nối thì có phần rạn sơn do khác thời tiết. Bên Đức với Việt Nam nó khác, nó rạn nhẹ thôi nha. Còn lại là hầu như là toàn bộ máy không hề có một vết chày luôn nha các bạn. Rất đẹp nha, bóng lưỡng đẹp, long lanh, không có một dấu chày luôn. Phiên bản của Đức, Thoren 160 sử dụng điện 220, rất dễ sử dụng tại Việt Nam luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.